ơi Vy ơi, em cứ đột nhiên xuất hiện thế này chắc có ngại anh đứng tìm thật sự đấy. Vậy thì em sẽ chữa bệnh cho anh. Anh chưa nghe người ta bảo tình yêu chữa lành mọi vết thương à? Cũng có nghe rồi đấy. Anh nhìn tin cho em mà cười vui đấy. Chỉ là công việc thôi. Công việc đang thuận lợi cho nên anh vui mà. Tại sao vừa nhìn thấy em anh lại giật mình? Anh không thấy lời nói và hành động của anh bất nhất à? Bất nhất chỗ nào chứ? Anh thấy mọi thứ vẫn bình thường mà. Bây giờ bên quán bar có việc đột xuất, anh phải chạy qua giải quyết gấp. Có thể lạng lát giờ cơm anh không về kịp đâu. Em tự ăn một mình nhé. Alo, đã liên lạc được chưa? Chưa mẹ ạ, tao gọi điện không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, chán dã man. Mày phải gửi ước muốn của mày vào vũ trụ, rồi sẽ có lúc vũ trụ sẽ gửi anh ấy đến bên mày. Ông vũ trụ nào nói với mày đấy? Tao chả tin đâu. Tao nghĩ trước sau anh ta cũng sẽ hiện hồn về gặp mày thôi. Thôi mày bớt dở hơi đi, thế nhá. Anh nghe đây Vy. Có một số vấn đề phát sinh ở đám cưới của Ngọc Linh. Anh có về công ty được không để em trao đổi với anh? Anh đang bên quán bar rồi, nhiều việc lắm, anh không về được đâu. Hả? Thế để em qua đó cũng được. Thôi đừng qua. Bên quán á, có nhiều việc anh phải tiếp khách nữa, anh chạy ra chạy vô ấy, không nói chuyện với em được đâu. Công việc có cái gì á, email cho anh nha, nha. Anh đang bận lắm. Ừ, anh tắt máy đây. Dương, anh không nhớ em à? Nhớ chứ, một cô gái xinh đẹp thế này làm sao mà quên được. Đi đâu đây? À, nhà em ở đây ạ. Thế còn anh à? Anh qua nhà bạn anh có tí việc. Có thang nữa, đi trước nha. Anh, sao dạo này em nhắn tin mà anh không trả lời? Anh chặn số em rồi. Đâu có chặn gì đâu. Cái sim điện thoại của anh bị hư, anh thay cái khác rồi. Thế thì anh cho em số mới của anh đi ạ. Không cần thiết đâu, 2 ngày nữa anh đổi lại sim cũ rồi. Em không đợi được 2 ngày ạ. Đi nha. Anh ơi, tỏ tí te rồi, anh bấm sai hay sao ạ? Ừ, sai số cuối. Alo. Alo. Rất vui được gặp em. Hẹn gặp lại nha. Bye bye. Cảm ơn vũ trụ đã nghe được lòng con. Vy, chưa về à? Em chưa. Đám cưới của Ngọc Linh gặp trục trặc, em mới lại giải quyết cho xong. Thế cái hợp đồng chi phí phát sinh đám cưới ở resort em chưa đưa cho anh Khang ký à? Anh Khang nói với em là có việc bận ở trên bar, em chờ ngày mai rồi sẽ đưa cho anh ấy. Trên bar thì có việc gì bận nhỉ? Mà anh vừa ở trên bar về có thấy nó đâu? Thế thì chắc lúc anh lên đó anh Khang có việc bận gì đấy. Cũng có thể nha. Muộn rồi đấy. Em cứ để đấy, mai làm tiếp. Về đi nhá, anh về trước.